Xin chào các bạn học viên, trong video này tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn cách tổ hợp phím tắt thông dụng sử dụng trong Google Tài liệu. Nhiệm vụ của các phím tắt này là thực hiện các chức năng hỗ trợ soạn thảo văn bản. Trước tiên các bạn lưu ý các phím đó là phím Ctrl và phím Shift. Hai phím này sẽ kết hợp với một phím khác để tạo ra một tổ hợp phím tương ứng với các chức năng nhất định. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn các chức năng cũng như là các tổ hợp phím tương ứng với các chức năng đó. Đầu tiên là chức năng chọn toàn bộ văn bản. Để chọn toàn bộ văn bản, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl E. Các bạn giữ phím Ctrl và nhấn phím E để chọn được toàn bộ văn bản. Chức năng tiếp theo là chọn một hoặc nhiều ký tự. Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift cộng với phím mũi tên qua trái hoặc qua phải. Ví dụ tôi giữ phím Shift và nhấn mũi tên qua trái, tôi sẽ chọn các ký tự từ phải sang trái. Và ngược lại, tôi nhấn mũi tên sang phải, tôi sẽ chọn các ký tự từ trái sang phải. Chức năng tiếp theo đó là chọn một hoặc nhiều từ. Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift và các phím mũi tên qua trái hoặc qua phải để chọn được một hoặc nhiều từ. Ví dụ tôi nhấn phím Ctrl Shift và mũi tên qua trái, tôi sẽ chọn được các từ từ phải sang trái. Và ngược lại, tôi nhấn sang phải, tôi sẽ chọn các ký từ trái sang phải. Chức năng tiếp theo đó là chức năng sao chép. Để sao chép một đoạn văn bản, các bạn cần chọn một đoạn văn bản các bạn muốn sao chép bằng con trỏ chuột, bằng cách tô đen. Hoặc các bạn có thể nhấn tổ phím Ctrl Shift và kết hợp phím mũi tên để chọn. Sau đó các bạn nhấn tổ phím Ctrl C để thực hiện chức năng sao chép. Sau đó các bạn dán vào vị trí con trỏ mà các bạn muốn dán. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl V để thực hiện chức năng dán. Ngoài ra các bạn cũng có thể thực hiện chức năng sao chép và chức năng dán ngoài Google Tài liệu. Ví dụ tôi có thể chuyển sang trang Google và dán vào mục tìm kiếm. Chức năng tiếp theo đó là chức năng hoàn tất. Ví dụ tôi xóa đoạn văn bản này đi, nhưng tôi muốn khôi phục lại thì tôi sẽ thực hiện chức năng hoàn tất bằng cách nhấn tổ phím Ctrl Z. Như vậy vừa rồi tôi đã giới thiệu đến với các bạn một số tổ phím tắt thông dụng mà chúng ta thường sử dụng để hỗ trợ soạn thảo một văn bản. Trong video sau tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn các tổ phím tắt để định dạng một văn bản. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.